chào các bạn rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản Vinhome uh, video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các cập nhật mới về cái thông tin từ chủ đầu tư nhưng mà sẽ là những thông tin về rumor chứ cũng chưa phải là thông tin chính thức một số các thông tin chính thức sẽ được hiểu và phân tích cặn kẽ khi mà chính sách bán hàng được ban ra uh, một trong những cái điều của cái giá rumor của các cái chủ đầu tư đang làm thì uh, mình nghĩ rằng là với một chủ đầu tư uy tín dẫn dắt thị trường thì có những cái phương pháp uh, ra hàng và cái uh, phương pháp uh, đưa giá, uh, chính sách giá và các cái kính các cái thứ khác là gọi là nắm bắt gọi điều um, phân tích cơ bản nhất thì gọi là nắm bắt được hơi thở thị trường hay là phản ánh theo cái sự rin time. Thì uh, thật ra thì mình cũng gặp nhiều cái nhà cộng đồng nhà đầu tư hay là À, thậm chí là những anh em YouTube ý, hoặc những anh em um, uh, trong sale môi giới thì cái câu chuyện nó bắt đầu vẫn cứ là bây giờ là là câu hỏi nhiều nhất là có lên đầu tư hay không Một ngày thì uh, mình uh, cái bây giờ cũng bàn giao trong trà trong trong trà là nhiều uh, mình vào trong đấy rồi là anh em trên sale thì cũng uh, uh, chia sẻ với nhau thông tin thì uh, câu chuyện thì vẫn là câu hỏi là có nên đầu tư hay không Đấy, và à, giữa một cái thông tin báo đài nhiều thứ thì mình cũng chia sẻ là thật ra bây giờ nó có hai mặt Tức là rất nhiều các group cực kỳ nhiều group bây giờ nó lại khác rồi ngày xưa group là từ trước đặt cọc uh, các thứ rồi cách đây độ khoảng đợt đấy cái ocean Park hai thì là là bị lén thị trường rất là lâu thì các bạn sẽ thấy là những hội nhóm đặt cọc rồi là ví dụ như ngọc trai có 387 căn hoặc là đại lộ ngọc trai có 69 căn số hao các cái bạn ấy thì các bạn ấy chạy quảng cáo bán hết rồi. kinh khủng sợ. Và ấy nhưng đến bây giờ thì um, câu chuyện nó lại khác đi. Nhưng mà cũng rất nhiều các hội nhóm lại bảo là uh, chia sẻ rằng là cái sự quảng cáo nó rất là nhiều mặt. Uh, uh, bạn ấy không phải ở trong top của 37 sàn có giấy chứng nhận bán hàng thì bạn ấy lại lập hội nhóm, bạn ấy nào là bạn ấy sẽ đàm phán với F 1 được giá chiết khấu cao nhất rồi thế này thế kia và thậm chí chính những các bạn sale mà không được đào tạo thì bạn ấy lại lại đóng vai trò như, như nhà đầu tư đấy, bạn ấy lại bảo là đưa hàng đưa cho tôi hàng rồi bạn lại lấy hàng đấy bạn ấy lại bán cho người khác lại chạy quảng cáo ở chỗ khác nên, nên là chúng ta sẽ phải hiểu là hiểu được trong những cái cuộc chơi trong những thời cuộc thì chúng ta hiểu được thị trường nắm bắt được thông tin mới là quan trọng nhất đấy, và một câu chuyện nó cũng sẽ là À, ngày xưa cái um, hơi 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 vui một tí thôi là khi mà thị màu có bầu ấy thì phải gõ mõ đến có khi ra nên ăn ăn vạ ăn khao thì cả làng mới biết thế nhưng đến bây giờ thì thông tin đại chúng rất là nhanh cực kỳ nhanh à, đơn cử như những thậm chí là có những cái thông tin mà À, với những công ty niêm yết thì họ được phải công bố thông tin sự kiện sau 24 giờ thì sau sau vừa công bố phát thì các hàng loạt các video diễn biến chia sẻ theo ý hiểu của các bạn đấy thì nó lại đang ra cái lĩnh vực khác đấy là nào là cấm xuất khở, cấm xuất cảnh hay là thoái vốn hay thế này thế kia thế rồi là thật ra thì cuộc sống nó cũng sẽ phải thay đổi Uh, cái cách tiệm cận với cách làm thì nó sẽ thay đổi thì mình mình tức là những cái việc đấy chỉ có khi nắm ấy. thế còn đâu diễn biến thị trường hoặc là nhìn về tổng quan thì mình nói chia sẻ với các bạn là 2018 pin xây uh, Ocean Park 1 thì 2019 cũng đã bắt tay uh, với tỉnh Hưng Yên đến lúc đấy thì cũng là gọi theo ngôn ngữ nghiên cứu tiền khả thi nghiên cứu khả thi có khi để được ra một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ nó mà bao nhiêu gam giấy đúng không? Bao nhiêu cái tri thức chất xám Dự đoán trước mà Đến từ 19 đến bây giờ hôm nay 2022 Đúng không? Và lại nhắc lại với nhau một câu chuyện là Từ cái thời Riverside Thì chủ đầu tư có chia sẻ là Cái dự án ấy khó bán nhất Bán 5 năm Nhưng đến bây giờ thì lại là nhiều tỷ phú nhất Ở cái đất đấy Thì câu chuyện là chúng ta sẽ sẽ nhìn nhận như thế nào Và à, mình nhớ lại Vừa rồi mình cũng sang sang đấy Thì mình nhớ cái công viên khủng long ở chỗ đấy Khai trương mình cũng ở đấy và đến bây giờ thì và cũng lại là một câu chuyện nữa cũng ở tầm thế giới nữa thì anh anh anh, anh FPT anh có nói một câu là ngày xưa bán hàng này phải biết là dân sale phải biết karaoke biết hát karaoke biết nhiều thứ để dẫn khách để đến bây giờ là lại phải biết tiktok biết chiến tranh cũng những cuộc chiến trên thế giới ấy, như là nga ukraine hoặc là biết 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 biết, biết nhiều thứ nữa khác đấy nên rồi công nghệ rồi à, thậm chí là là là, là biết máy vi tính chắc là chắc cũng không yêu cầu 10 ngón nhưng mà rõ ràng khi các bạn được dùng với xa bàn các bạn zoom các cái hình ảnh lên thì bạn trực quan hơn đấy chứ còn chỗ khi lại là thông tin đi đêm với đất nền nhiều khi lại rất là khác đúng không thì cái này lại thông tin nó public hết thế nhưng mà mình cũng sẽ thấy là một cái chia sẻ một cái thông tin vui thôi ví dụ à, mình hay nhìn ví dụ như bác Elon Musk nhá rất là hay khi từ thời kỳ crypto này Đấy, rồi là, là khi bắt đầu nga mấy cuộc chiến đặc biệt với ukraine thì bác ấy lại bác ấy lại lại trợ giúp về internet thế nhưng thời cuộc khác đi thì chúng ta sẽ xem một cái video này để chúng ta sẽ thấy nó có một cái câu chuyện là chúng ta thích mình thích dùng cái từ real time đúng không ukraine nhượng bộ nga hôm mùng 3 tháng 10 tỷ phú mỹ elon musk gợi ý ukraine nên nhượng bộ nga Ông này đề xuất nên công nhận bán đảo Cờ Dương là lãnh thổ của Nga, bảo đảm nguồn nước cho khu vực này và cho rằng Ukraine cần duy trì trạng thái trung lập. Sau đó kêu gọi những người theo dõi trên Twitter bỏ phiếu đồng ý hoặc phản đối với phương án này. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó miểm mai Musk trên Twitter. Các vị thích Elon Musk nào hơn? Ông viết và đưa ra hai lựa chọn là Musk ủng hộ Nga và Musk ủng hộ Ukraine. Kết quả ban đầu cho thấy tỷ lệ chọn Elon Musk ủng hộ Ukraine lên tới 85%. Đại sứ Ukraine tại Đức thì giận dữ nói, cút đi là phản hồi rất mang tính ngoại giao của tôi gửi đến Elon Musk. Giữa những lời chỉ trích từ những người thân Ukraine và các quan chức ở Kiev, Musk vẫn giữ vững lập trường cho rằng lợi thế dân số của Nga giúp đảm bảo việc nước này giành chiến thắng nếu ông Zelensky thực hiện mục tiêu đã nêu là giành lại cờ dương. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev đã gọi đùa Musk là đặc vụ trong bóng tối của Điện Kremlin. Hoan hô Elon Musk. Tuy nhiên, giám vụ trong bóng tối đã bị lộ, anh ấy xứng đáng được thăng chức nhanh chóng. Ok, à, một cái video nó là thôi refresh đi trong những sự phân tích toàn bằng con số. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy là những điều uh, phải gắn với thực tế. Bây giờ một cái tin mới nhất thì uh, Elon Musk lại lộp hồ sơ mua Twitter. Đấy. <laughs> nó rất là hay ở những chỗ đấy nhưng mà với kinh tế thị trường với hoặc là học về bạn uh, anh Elon Musk này thì bạn sẽ thấy Elon Musk này thì bạn sẽ thấy là công ty của bạn ấy không có phòng marketing đấy à, bạn sẽ thấy cái xe chắc ấy bạn ấy khi bán mà đập đập vào ấy, ấy thì uh, sau này thì mọi người phân tích khác đi nhưng mà những cái, cái cái sự kiện đấy thì lại đem cho cái cái traffic traffic lại là đặt xe lại là là, là tuyệt vời nhất đấy cái cái xe xe chắc ấy mà chống đạn ấy thế thì uh, chúng ta sẽ thấy là ở uh, uh, cái các cái bình diện thế giới ví dụ như Apple thì Steve Jobs uh, đứng lên luôn trong các cái buổi uh, thuyết trình uh, các cái uh, sự ra mắt sự kiện của các sản phẩm đấy thì nhưng mà riêng bạn Elon Musk này thì công ty lại không có phòng marketing à, mình thích những cái điều mà người sale hoặc người chủ tịch hội đồng quản trị ấy, trực diện với những điều này thì mình đấy là những điều nhưng mà cái điều quan trọng nhất là real time tức là mang tính thời sự ấy thì Elon Musk là trước đây cũng cái đình đám với Twitter nhưng mà đến bây giờ thì hôm nay lại có thông tin là lột lại hồ sơ mua đấy thế nên mình thích những câu chuyện đấy thế và bây giờ mình gắn với ở thị trường Việt Nam với cái thị trường bất động sản này thì chúng ta cũng mình sẽ nói là món nó rất là tổng hòa nhiều yếu tố về kinh tế chính trị vị thế Việt Nam trên thị trường quốc tế đúng không và với gần đây nhất thì nó là zoom tín dụng đúng không và và gần nhất nữa thì lại là covid covid không ai mong muốn cả đến như um, Trung Quốc bây giờ chuẩn bị là đại hội đảng thì vừa rồi bác Tập cận bình mới đi hai, mấy, hai năm mới ra ngoài xuất ngoại thì cũng lại có những thông tin nữa là Ờ, thế này thế kia đúng không quản thúc các thứ đấy, đấy thì chúng ta nghe chúng ta sẽ thấy thế nhưng mà như thế thì tài sản của chúng ta ra sao và thực tế chứng minh rằng gì lịch sử đã chứng minh rồi trong mỗi cái cuộc khủng hoảng người ta đã chứng minh rằng là, là gì nhà giàu thì mua uh, tích chữ tài sản sinh uh, tiền với giá bèo còn nhà nghèo thì mua nhu yếu phẩm với giá cắt cổ đâu đó thì trước ngày xưa chúng ta cũng sẽ thấy những cái Uh, cuộc uh, hàng hóa về các siêu thị khi mà covid đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn về đây thì thì câu chuyện cũng sẽ thấy là mọi sự nó sẽ phải thay đổi và sự thích ứng thế thì cái ngày mà vin mở ocean park hai thì chưa có nghị quyết 18 và đến bây giờ nghị quyết 18 thì tất cả trong trong nước là các bạn sẽ phải thấy rằng là uh, một tất cả các cái cái cơ quan quản lý chuyên ngành từ hoặc là từ quốc hội đi thì phải có cái cái lịch trình là sửa sửa luật sửa luật À, vì cái nghị quyết chính trị là của bộ uh, nghị quyết 18 là của bộ chính trị thì sau đó cụ thể ra thì là phải từ đến quốc hội là sửa luật xong là đến các uh, bộ ban ngành là từ ra nghị định xong thông tư đúng không thế thì uh, như thế chúng ta nhìn đến thực tế việt nam cái lộ trình nó cũng giống như cái chứng minh thư thôi bây giờ nước ngoài người ta làm hoặc là cái chạm cái cái thu phí một rừng ấy, thì các bạn sẽ thấy là thế giới nó đã rất lâu rồi Đấy, ngay như câu chuyện của cái xe grab à, của xe điện cũng vậy thôi VinFast cũng vậy thôi thì bây giờ các cái chung cư nào biểu ngữ nào thế này thế kia nhưng mình chia sẻ thật là đối diện với cái sự cháy nổ hay những cái gì trong chung cư thì cũng có đơn vị bảo hiểm và thậm chí chúng ta sẽ thấy là với nước ngoài thì người ta cũng đang lộ trình là là cái xe xe xem ô tô là tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đúng không rồi là uh, ngay Vinfast sang Mỹ thì cũng được Tổng thống Biden vinh, vinh danh hoặc là cái trợ giúp về tài chính khi mà tạo công an việc làm hoặc là những cái tại trên đất Mỹ phù hợp đầu tư phù hợp phù hợp với xu hướng tương lai đúng không? Chả muốn ai muốn con cái mai kia lại hít phải khói bụi cả đúng không? đều muốn một cái sự uh, trong lành không khí như ở đây chẳng hạn như cái biển tropical uh, Lagoon này chẳng hạn vịnh biển thiên đường này. thế thì uh, câu chuyện nó sẽ là như vậy thì chúng ta sẽ thấy à bây giờ chúng ta Uh, có đầu tư hay không thì chắc là cũng phải nhắc lại một tí là để các bạn sẽ thấy là cái câu chuyện này thì chúng ta uh, chúng các bạn vào cái link sa bàn này thì các bạn sẽ được trải nghiệm hết tất cả và mình nghĩ là một cái chủ đầu tư mà đến bây giờ thì cũng có tiềm lực tài chính hoặc cái họ bóc lấy tất cả mọi cái này Đấy, từ các cái văn bản pháp luật rồi là từ các cái thứ uh, từ rõ ràng cụ thể ra Bóc mãi rồi là Uh, rồi là vị trí đây các bạn sẽ thấy đây này cái này cũng được một cái lợi thế đi sau thì bạn đi vào đây bạn sẽ thấy một cái chạm sạc hết ở đây rồi đây thôi chắc là lợi thế đi sau đúng không thì chúng ta sẽ thấy cái còn phân tích về cái này thì nó sẽ có rất nhiều các bạn vào đây thế thì các bạn sẽ thấy mình muốn phân tích một tí về cái đại cái cái vịnh biển bốn mùa cái này thì bạn sẽ thấy đây trong này nó sẽ ghi ra cái tiện ích này ra đúng không có những cái gì cái gì gì thì tôi các bạn đọc tí thế và đây các bạn chúng ta sẽ cái điều quan trọng nhất là các bạn sẽ nhìn nhé nhìn này bạn ấn vào đây bạn ấn vào mũi tên ấy thì bạn sẽ thấy là cái công nghệ 3D này nó sẽ đưa cho các bạn những hình ảnh trực quan nhất đúng không? Mà với Vin thì mình nhắc lại là một câu chuyện luôn luôn là làm tốt hơn kỳ vọng, không phải là làm ra đây rồi các hình ảnh thực tiễn nó xấu đúng không? Không có. Đấy thì các bạn sẽ thấy là từ đấy rồi. À, mình chắc là trong ký hợp đồng ấy thì chưa có ai nhận cái biên bản bảo lãnh tiến độ cả, đều trừ 0,5 vào giá cả. Nên các bạn chúng ta sẽ thấy là. Thế và ở đây thì có một cái tiện ích là gì? Tôi thì cứ gọi đây là cái vịnh ở trong này có 8 phân khu thì có cái phân khu là vịnh thiên đường ấy thì là mình đánh giá là trái tim của dự án thì tiện ích mà cái này nó khác hoàn toàn các cái không có gì mà trùng lắp cả với Vin thì luôn luôn tìm cái sự khác biệt và đẳng cấp thế giới. Thì ở đây nó sẽ có một cái công viên này, cái hồ Four Season uh, for Season này thì là tắm biển uh, trong nhà bốn mùa, 365 ngày, xuân uh, xuân hạ thu đông uh, sáng trưa chiều tối. À, ngày xưa có một ông triết học ông nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông à, chắc là hình như nói về yêu đương gì đấy thôi chứ còn <laughs> ở đây thì các bạn cứ an tâm là chắc là mình nghĩ là sau tới sau khi khai trương xong các bạn chắc được tắm cả mùng 1 tết nữa thế vì cái công nghệ này sẽ đưa ra một cái là gì là khi mà mùa đông ấy thì chủ đầu tư có cái cái này ghép kính vào kính lùa này đấy, và chúng ta được tắm biển ở trong nhà bốn mùa uh, tắm biển nước nóng này và công nghệ đầu tiên và cái điều nữa là gì tối buổi tối ấy, thì ở chỗ này sẽ là cái uh, ánh sao đêm uh, lung linh huyền ảo nếu mà ai mà đã coi cứ xem đi chứ mình cũng chưa ngồi luôn roi thì có những bầu trời xa hoặc những chiếc xe khác có cửa sổ trời thì chúng ta sẽ thấy nếu là sự miêu tả thế còn đâu chúng ta có tìm tiếp cái gì thì các bạn ấn vào đây đấy ấn vào đây thì khi cái điểm ảnh này nó sẽ chạy ra các bạn ở khu vực đấy về đây ví dụ như đây có một cái hồ bơi Olympic uh, swimming pool uh, theo chuẩn quốc tế cho cái người lớn tuổi uh, rộng 100m và sâu 2,2m ở à đây là cho các cái uh, trẻ em đấy thì ở đây thế rồi là công viên gym gym này, gym Bắc thì uh, ở Ocean Park 1 là có độ khoảng hơn 700 thiết bị đấy, bạn bạn cứ mỗi một ngày bạn xuống bạn tập bạn làm quen với một thiết bị này thì tập hết cái này thì chắc là mất tầm độ khoảng 2 năm thế và chúng ta sẽ thấy là ở đây chắc là cũng sau này như ở trên trên Ocean Park 1 cũng có nhiều các phòng tập gym nhưng mình nghĩ là một tập trong một không gian này nó sẽ là một cái câu chuyện khác đúng không đấy là cái, những cái đoạn, tiện ích mà đặc quyền cho cư dân đấy, chỉ có các bạn là cư dân uh, hoặc là bạn ở Ocean này thì các bạn sẽ được như thế thế và đây uh, các bạn cứ kéo cái này đi thì mỗi một cái điểm ảnh ấy uh, nó sẽ đem xem cho cho các bạn một cái cái mà trực diện nhất ấy đây lần đầu tiên vàng mình đã nhìn thấy một cái cái câu chuyện của Phú Quốc thứ hai Phú Quốc United Center có độ khoảng 1099 hecta thì đây đại đô thị siêu quần thể đô thị biển là 1.200 hecta lớn nhất đúng không lớn nhất hơn cả Phú Quốc và nhưng mà những tiện ích của Vin uh, Vin Wonder này đưa những máng trượt đa đạc màu vào đây à, chúng ta sẽ không mất công thời gian từ Hà Nội bay vào Phú Quốc hay Nha Trang mà chúng ta trải nghiệm một cái vịnh biển ngay tại đây rất rất gần nếu mà đi xe buýt thì chắc mất tầm độ khoảng uh, uh, 25 30 phút 25 phút từ bờ hồ sang hoặc uh, gì đấy qua những cái uh, chúng ta đi lên đường cao tốc hết đường 5B đúng không Thế và uh, những cái câu chuyện đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây ví dụ như chúng ta ấn vào đây chúng ta nhìn này Các bạn nhìn này thì chúng ta ấn đây uh, nó sẽ trực diện này tắm này cái chỗ này mình chứng minh cho các bạn là đây này cái cửa kính sẽ được khép vào đây, cái công nghệ ở đây. Và trên này sẽ có những ánh sao đêm lung linh huyền ảo tắm về đêm, đúng không? Đấy, tắm đây bốn mùa. Đấy thì chúng ta sẽ thấy là cái cái hồ Tsukigun uh, thì rộng 2,8 hecta Đại uh, đây có hơn có 11 công viên, mỗi một công viên có một chủ đề khác nhau. Thế thì ở đây nó là như vậy thì cái điểm nhấn thì mình phân tích qua như vậy và cái công trình này đang là một đặc biệt uh, điểm nhấn và chưa có hiện tại có duy nhất tại Việt Nam và hơn hẳn là Ocean Park 1. Nó cũng ví như một cái trực diện rất hiểu nhất, dễ hiểu nhất là các bạn sẽ thấy rằng là giống như iPhone và đến bây giờ iPhone 14 ấy, thì là iPhone Plus chẳng hạn thì nó sẽ đem cho các bạn những tiện ích những cái gì thì đấy nó ở trong cái nội tại phần mềm như vậy đấy à, và đây chúng ta cũng sẽ thấy đây cái phân khu thời đại này chuẩn bị bán à, mỗi một cái cái cách nhìn này phân khu thời đại thì các bạn ấn vào đây người ta sẽ chủ đầu tư sẽ đưa ra diện tích nhỏ nhất là 55,2 mét lớn nhất là 258 mét vuông nên nó là những căn đơn lập đấy đơn lập có gốc ở đây có hai căn thôi ở đây tổng thì có 1313 căn đấy thì cái này thế thì chúng ta nhìn ở đây chúng ta nhìn thì sẽ lấy một cái đường trường đường giữa đây cái đại lộ xuyên ra đây cái đường vành đai 3,5 đây à, cái chỗ này là Ocean Park 1 đây chúng ta nhìn tổng thể chúng ta xoay đây chúng ta giữ chúng ta xoay đấy Thế thì uh, cái này, cái công nghệ thì mình cũng đã thấy rằng là là chủ đầu tư cho thấy là và cái nhóm khách hàng, những người Việt Kiều ấy thì là trực quan nhất các bạn sẽ xem được từ đây. Đấy, chứ không phải là uh, đất nền là rồi soi xem là chứng minh thư rồi là gia đình hay là cái gì đó như nào. Nhưng đây thì bán bất động sản này mình cũng rất may là bán cái này public hết. Đấy, thế thì các bạn sẽ được uh, nhìn nhận ở đây đúng không thế thì mình chỉ nói là cái sự minh bạch về thông tin đến với cơ hội mới nhiều người và các bạn sử dụng như nào và có người lãi hay có người lỗ hay có người mua nhức đầu hay có người hoan hỉ hay có người stress đúng không thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ nhìn đây các cái điểm ảnh bạn bạn ấn vào đây và cái tiện ích này thì mỗi một cái ví dụ mình cũng đã phân tích một cái video rằng là uh, ở trong này có gì đúng không tại sao chúng mua ở đâu mua ở đâu chỗ nào dòng tiền của bạn là như thế nào thì cái đấy là mình sẽ phân tích ok thì tìm hiểu qua về cái đấy thì nó còn rất là nhiều cái để các bạn nói nhưng mà câu chuyện bây giờ là kết luận là có mua hay không thì về đại tiện ích thì chắc là chắc chắn là kể cả về thời cuộc về cái nghị quyết 18 thì các bạn sẽ thấy là ở Việt Nam thống kê lên ấy, thì làm một dự án thì đâu đó các hình thức các cái theo các pháp lý ấy, thì các chủ đầu tư lớn uy tín cũng mất tầm được khoảng 2 năm 2 năm thế thì trong 2 năm vừa rồi vừa cái dịch Covid và những điều các bạn thấy là ở Hà Nội, gần Hà Nội hoặc đến cả Hưng Yên đi thì chủ đầu tư lớn nào đang dẫn dắt thị trường, đang có những sự kiện khởi công mà đình đám và đem đến uh, những những cái sức hút mạnh mẽ đến như vậy. Bao giờ có những chủ đầu tư bán gọi là có trong 4 tháng, 5 tháng mà bán hơn 10.000 căn và bao giờ có những chủ đầu tư mà cả nước đi nghỉ mát thì chủ đầu tư bán trong 2 ngày bán làm hợp đồng đến 1 giờ đêm đúng không? À, bao giờ mình nghĩ một cái uy tín của một cái mối cái môi giới bất động sản mình mình dùng cái từ là đẳng cấp đến như vậy. Các bạn trợ chuyển trong đêm với những 2 3 tỷ mà điều quan trọng đấy nó khi là chỉ chính cái công nghệ đấy cái app ấy mới chuyển được như thế còn bạn đem tiền ra ngoài ngân hàng nộp ấy chắc chắn bạn phải ngồi đến 2 tiếng mới đếm xong đúng không? Thì những cái điều đấy mình nghĩ là công nghệ đã đem đến con người ta xích gần lại nhau, vượt qua biên giới, vượt qua cái tầm tư tưởng và vượt qua à, làm sao tìm được cái điểm tích lũy Uh, gia tăng giá trị tài sản. Chẳng hạn như một câu chuyện của Elon Musk cũng vậy, Elon Musk lại sang Trung Quốc, thế. Còn bác Vượng lại sang Mỹ, hoặc là Apple lại sang, 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 uh, uh, sang Trung Quốc để để mở nhà máy iPhone, đúng không? Sản xuất iPhone tại Trung Quốc, thế. Thế vì câu chuyện nó là lợi ích uh, những tập đoàn đa quốc gia, người ta có những bộ óc kiệt xuất và người ta phát huy cái tính uh, lợi thế so sánh. Thế thì bây giờ cũng vậy bây giờ cũng thế là cái biên hay hay là chúng ta hay dùng cái từ bình thường nhất là chúng ta đi tìm cái vùng bất động sản à, vùng trũng hay là có những cái giai đoạn khúc thua của thị trường đi lên đi xuống đi ngang đúng không thì chúng ta sẽ bắt tay và mình khẳng định rằng như thế này chúng ta phải tìm thấy cái điểm đấy và quan trọng nhất là gì à, chúng ta có thể dự lựa chọn là ở trong ngay trong cái này bạn còn có liền kề shop house đơn lập song lập đúng không tứ lập Thế bạn lựa chọn ở này trong cái này có 8.345 căn bạn chọn vị trí nào cũng là một chuyện đúng không? Thế nhưng mà phải chứng minh với bạn rằng là Vin luôn tạo ra cái 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 sự thành công cho những người đi theo Vin mở bán của những sự kiện mở bán đầu tiên này, mua hàng hiểu được những chính sách à, bán hàng vận dụng một cách linh hoạt, chuẩn tắc nhất cho chính dòng tài chính gia đình của bạn. Đấy, mình mình luôn ủng hộ cho bạn là mua hàng từ chủ đầu tư. Đúng không? Chọn sàng uy tín, chọn những người môi giới sao cho nó. Đây, hôm nay mình đi bàn giao thì ở cái căn bên cạnh của một cái người bạn mình thì là căn ấy bạn ấy bàn giao có 8 bộ chìa khóa thôi nhưng căn bên cạnh nó ở giữa cái mái chóp thì lại đến 11 bộ chìa khóa mà chiều nay mình có quay một cái căn song lập nữa thì nếu mà bàn giao nữa thì mấy cái cái, 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 cái cửa như thế thì mình nghĩ là chắc phải đến đến 16 20 bộ chìa khóa đó thế thì uh, câu chuyện nó sẽ là chúng ta sẽ phải cảm nhận được và chúng ta đoán nhận trước nữa về tiện ích về đẳng cấp với vi thì đã thể hiện trong quá khứ trong lịch sử đấy và bây giờ chúng ta sẽ phải thấy là cái... ừ được rồi chúng ta không lợi dụng à chúng ta không không đến với cái này chẳng hạn thì chúng ta tìm kênh đầu tư nào các bạn có tiền gửi đúng không ờ ừ, tiền gửi ok tí mình phân tích về tiền gửi các bạn có kênh đầu tư chứng khoán đúng không các bạn có kênh đầu tư crypto đúng không mình ủng hộ cho những thị trường mà không phải là chê nhưng mà ví dụ như có rất nhiều người đã thành công crypto và các bạn chốt lời sang tài sản thì bạn ấy lại giữ được tài sản đó. có rất nhiều người mình mong muốn là từ tài chứng khoán, ok, nó là khi mà mà với Việt Nam đối diện cái ngành cái chứng khoán thì bác Châu có nói là đấy là là cái cái thị trường kinh tế sản phẩm của nền kinh tế bậc cao, nếu các bạn coi đó là cờ bạc hay nói nói cái gì đấy thì đương nhiên là chứng khoán đang là kênh dẫn vốn đúng không đẳng cấp hơn khác, kể cả trái phiếu cũng vậy, thì chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta phải à, ờ ừ, không có kênh đấy rồi và chứng khoán thì lại khác như chứng khoán mua t cộng không thì chúng ta nghĩ đến t cộng bốn t cộng năm à, t cộng hai ba là chúng ta hoặc là chúng ta ứng trước chúng ta có tiền rồi trừ đi chi phí có lãi hay không nhưng ở đây thì sẽ không phải mà mình cũng không tư vấn các bạn nước sóng đấy là sang lĩnh vực đầu cơ thì câu chuyện chúng ta sẽ dừng lại là không không nước sóng nước không tư vấn nước sóng tiếp theo tức tiếp thì như thế trong những lĩnh vực như thế đang bị trầm lắng thì chúng ta lựa chọn như nào và dài hạn như thế nào và chúng ta lại nhìn thấy một câu chuyện của lạm phát nữa đúng không thế thì chúng ta sẽ bắt tay bắt tay như thế để cái lĩnh lẽ lĩ, nó lĩ khách quan hơn chứ không phải là mình bán bất động sản và mình lại lại chỉ nói về bất động sản ờ, ừ, thế cái kênh đầu tư đấy thì mình cũng phân tích và mình cũng, cũng rất chúc chúc cho các bạn có kinh nghiệm ở trên đấy và các bạn có được cái và nếu như các bạn biết luân chuyển tài sản thì cũng sẽ là là tất cả đều vui thôi đúng không và câu chuyện là sẽ là cái gì chúng ta sẽ phải mãi mãi là chúng ta từ dòng tài chính này này chúng ta đưa ra đến cái chúng ta nắm được cái mốc mốc mà chúng ta định tham gia thì vốn tự có là bao nhiêu chẳng hạn chúng ta vay 70% mươi thôi nhà giàu thì sẽ phải dùng đòn bẩy còn nhà nghèo thì đem tiền đi vay à quên đi gửi quên thế thì câu chuyện này chúng ta sẽ tất cả những bảng con số này mình thích những con số này đúng không thời hạn vay này phải chọn lựa cái người mà ra này nếu còn đâu mà bạn này mà bạn ấy cho vay độ khoảng hai bảy năm là con số đã khác rồi nhé hai năm là số đã khác đấy tức là 25 năm là hiệu quả đầu tư nó đã khác rồi thế nên là chúng ta sẽ sẽ phải hết sức là chú ý đúng không thế đây nó là 30 năm chẳng hạn 30 năm đúng không thì đây nó nhảy lên 360 thì cái này nó sẽ chia theo cái cái tiền của bạn lợ gốc này, này các bạn này đấy thì các bạn lại sẽ chia ra đấy thì cái cái này nó sẽ ra cái này thì đương nhiên nó sẽ khác nhau mỗi một cái cái phép tính và vừa đây vừa đây sớm nhất thì chủ đầu tư có đưa ra một câu chuyện là cái cái cam kết mua lại này thì là tầm độ khoảng 7,5% một năm. Thì tổng cái sau 5 năm thì là 37,5. Đấy thì cái căn nguyên là như vậy. Tại sao với chủ đầu tư thì cũng có những bộ óc kiệt xuất về kinh tế, cũng bộ óc kiệt xuất về tài chính đúng không? Những giám đốc tài chính ở đẳng cấp quốc tế thì bạn sẽ thấy là như này người ta đưa ra như này họ cân đối giữa chính sách marketing chính sách tài chính chính sách bán hàng đúng không thế thì họ đưa ra như này họ nếu như mà để mà ở đây đột phá về chính sách bán hàng thì phải so sánh với kênh gửi tiền các bạn có nhiều tiền như này gửi vào đây thì ra sao đúng không thế và chúng ta sẽ thấy à đây cái sự lý giải nó như vậy thì chúng ta à, mới thấy là có những cái con số nó phải có logic và đôi khi là phải có cái cái sự thuyết phục ở mấy tầm thị trường lý giải tại sao và đôi khi lại bảo là ở ở đây 5 năm thì tại sao 5 năm thì chúng ta sẽ thấy ở Việt Nam 5 năm nữa là cái đường vành đai 4 nó đi vào khai thác sử dụng đường vành đai 3,5 đúng không? đâu đó có những cuộc giao ước thi đua giữa một chủ tịch thành phố Hà Nội bí thư với các tỉnh rồi, làm con đường quốc lộ vành đai 4 rồi. Đấy nó là cả một cái hệ thống chính trị quyết tâm vì là nếu như không làm thì cái 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 hạ tầng giao thông nó nó không luân chuyển hàng hóa được. Rồi là những thực tế chứng minh là đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ đem đến bứt phá về cái tăng trưởng kinh tế. Thì đương nhiên phải làm thôi còn quốc hội cái này ngân sách lớn 80 mấy nghìn tỷ thì được quốc hội thông qua thì chúng ta sẽ thấy là ở tầm đấy đã khác rồi đúng không Thế và uh, chúng ta sẽ thấy là đấy thì Vin cũng đưa chính sách là 5 năm thì chúng ta sẽ có những phép tính này phép tính chúng ta sẽ lý giải tại sao thế và cái cho thuê với cái 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 quyết định với căn cho thuê thì giá nó như thế nào và cái chi phí 5 năm trả gốc của ngân hàng thì các bạn có bị uh, cái phát tất toán sớm trả sớm hay sao hay như thế nào thì bạn sẽ sinh ra cái chỗ này thì cái cái đấy các bạn có thể kết bạn với mình tư vấn chuyên sâu và ngồi với nhau chứ không thể là uh, qua video mà mua nhà được mình nói thật như vậy đúng không và những chính sách này này chẳng hạn đảm bảo cam kết đảm bảo lãi suất đấy vì mới thấy rằng là mình mới thấy cái phần tranh này mà tranh này một căn của bạn mà tranh với độ khoảng uh, mình cứ gọi cho độ khoảng 80% vay trong 8.300 căn đấy kia vay các tỷ lệ thì bạn bạn biết là chủ đầu tư cũng bỏ ra một cái này chủ được, chỉ có chủ đầu tư lớn mới làm được như vậy đúng không Thế thì bây giờ chúng ta điều quan trọng nhất là gì Ừ được rồi phân tích hết như thế Thế thì bây giờ cuối cùng là chúng ta có có trong cái dòng thời gian này này chúng ta có được cái cái nguồn thu nhập này này chúng ta ví dụ như hôm nay nhé đến, đến kỳ trả lãi đầu tiên của bạn là là tháng 2 năm hai uh, nghìn tháng 5 năm 2024 đấy cái kỳ trả lại đợt lãi đầu tiên đấy thì thì các bạn phải có cái chuẩn bị cái dòng này này cái gì nó cũng là kế hoạch thôi đúng chưa và đến hết cái kỳ này thì bạn sẽ phải trả là tương đây bao nhiêu đúng không thì bạn phải lượng hóa được và thậm chí các chuyên gia ngân hàng cũng phải phải rõ cái chỗ này à, một số các thẩm định bây giờ ấy, thì mình có nói là khi làm việc với ngân hàng nó có khác đi tức là có phải chứng minh dòng thu nhập hoặc là họ có chứng minh cái tích sản thì bây giờ thế chấp thì thế chấp bằng cái chính căn hộ này rồi thế chính cái căn biệt thự của bạn thế nhưng mà cái này họ sẽ thẩm định là à bạn đang có nắm giữ tài sản bạn có đang có uh, sổ tiết kiệm hay không hay những cái gì thì đây là người ta sẽ chứng như à bạn có tích sản rồi thì trong trường hợp rủi ro nhất thì cái kia bạn đã định giá xuống độ khoảng 70% thì đến lúc này thì bạn sẽ là có những câu chuyện đây thì cái đấy nó là căn nguyên để làm sao chúng ta bắt tay à, à. thế nhưng nếu ví dụ như là bạn không tham gia game này thì bạn có được cái tỷ suất lợi này không tỷ suất lợi nhận này không còn nếu không đơn thuần thì bạn cũng chỉ là hàng tháng, hàng quý lĩnh tiền này, lĩnh 7,5 năm này giản dĩ nhất. Thế nhưng mà để mà được cái đạt cái, tỷ suất sinh lời này. Đấy, mình như thế này thì bạn sẽ thấy là 5 năm. Đâu đó tính hết các này thì bạn sẽ đầm được khoảng 1,5. Đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ đồng ý với nhau là trong các biến diện thị trường chúng ta bớt kỳ vọng. Nhưng nếu được mình khẳng định là có những lịch sử đã chứng minh rồi. Đấy, đôi khi cũng làm vị trí nữa hoặc là một số cái, cái tư vấn chuyên sâu thì bạn sẽ thấy này nếu bạn không tham gia cái này thì bạn có đạt được ngày không đấy rồi là có những bài toán là bạn bạn vay 40 thì nó sẽ đạt tỷ suất sinh lời là bao nhiêu nó mới chứng minh được rằng là về về nguyên lý kinh tế là gì à, là nhà giàu dùng nhà, nhà giàu thì đi vay tiền và nhà nghèo thì đi gửi tiền họ dùng đòn bẩy tài chính ra sao thậm chí đến bây giờ cũng có những bài báo viết ở Elon Musk là là nộp thuế rất ít vì ông ấy tài sản của ông ấy toàn chứng khoán, xong lại đi vay, đấy, ông đi vay, thế nên là có những cái điều đấy thì thôi nói chắc là cũng là sự chia sẻ, gọi là cũng có thể là vui vẻ và chúng ta phải tìm hiểu thêm. Thế thì câu chuyện ở đây là gì? À, mình cũng có những người mà người ta gặp môi giới khác thì người ta bảo, ui cứ như là chuẩn bị được ít nhiều tài sản nhưng mà khi bắt tay vào thì mới ở à, à, bạn ấy bảo, ôi thôi đúng rồi em thấy em chưa hợp với em, đấy, em cũng chưa hợp với em thì thôi em sẽ tích lũy từ từ dần dần. Thế, đấy là chưa hợp với cái căn 12 tỷ này. Chứ còn bạn ấy mua một căn 3 tỷ mà bạn ấy uh, chung cư thì bạn ấy thừa sức với cái thu nhập của mấy những dòng tiền bạn đang có. Đúng không? Thế thì đấy là đấy là luôn luôn là một sự phù hợp. Luôn luôn là chúng ta phải thấy rằng là à uh, chúng ta muốn ích tài sản hay chúng ta muốn sống với nhà hàng xóm giàu hay chúng ta có một cái gì Mà ước mơ sở hữu tài sản ví dụ như căn góc hay căn điền kề hay shop house của Vin thì chúng ta phải có một cái tương ứng này này thế và đâu gì đâu đó thì đến bây giờ là đối với mình ấy thì mình sẽ là uh, từ các bạn và làm với đầu mối của ngân hàng uh, không để cái tình trạng là là khi mà các bạn vào rồi các bạn lại không 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 đạt được cái kia thì nó không vui đấy và cũng câu chuyện luôn với khách với mình là Thụy mình không tư vấn nước sóng đâu em không có kiến thức đấy đâu thì uh, anh uh, anh chị đồng hành là hai ba năm hoặc năm năm như thế này với những bài toán thì sẽ đưa ra bằng phái Excel với những tiện ích thì đưa chứng minh trên sa bàn và chứng minh nữa là cả dữ liệu quá khứ nữa thậm chí là mình có những cái trải nghiệm là uh, mình đưa các bạn vào trực tiếp những căn biệt thự mà mình đã tư vấn cho khách khách đang gửi cho mình chìa khóa của mình một bộ chia đâm đó 67 căn ấy thì mình cộng cộng Thôi uh, 67 hơn ừ, 68 48 gần 50 tỷ đấy đấy đang cầm này <laughs> thế đâm ra là thôi thì như thế thì cái trải nghiệm nó sẽ khác thế thì thì câu chuyện là chúng ta tất cả là phải uh, chúng ta nhìn thấy một cái gì đó nó nó tổng hòa tổng hòa và gắn với cả cái uh, cái diễn biến của thị trường. Để còn nếu mà sự phiến diện thì mọi người cũng có thể một câu là kết luận thế này thế kia. Nhưng mà quan trọng thì mấy anh em cũng cũng gặp nhau uh, và trên cơ sở là những khách hàng mà đã content tương tác thì mấy anh em cũng ngồi lại ngồi lại phân tích từ từ quá khứ lịch sử rồi uh, dữ liệu với nhau. là happy. Thật ra cũng chứng minh rằng là các bạn bây giờ cũng có hai ba sale chăm sóc thì cũng đội mình cũng thế thôi. Đội